Thưa quý vị, giá lợn hơi vừa có dấu hiệu khởi sắc thì những khó khăn trong chăn nuôi lại xuất hiện. Theo báo cáo từ Phòng Kinh tế thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, địa bàn vừa xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại thôn 1, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên. Trước đó, đàn lợn của gia đình ông Lê Văn Khâm, thôn 1, xã Tiền Phong có các triệu chứng lâm sàng như là bỏ ăn, ủ rũ, tím tái, liệt. Từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5, đàn lợn của gia đình ông đã chết rải rác 55 con. Gia đình đã tiêu hủy số lợn chết này theo hướng dẫn của thú y xã Tiền Phong. Từ 82 con lợn ban đầu, hiện gia đình ông Khâm chỉ còn 27 con lợn. Ngay sau khi có kết quả kiểm tra thực tế của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thị xã Quảng Yên, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiêu hủy số lợn bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi theo quy định. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong cắm biển cảnh báo tại đường vào ra khu vực ổ dịch, thực hiện phun tiêu độc khử trùng toàn bộ ổ dịch và toàn bộ thôn có dịch để tiêu diệt mầm bệnh. Thưa quý vị, giá lợn hơi hôm nay 19 tháng 5 dao động trong khoảng 62 đến 67 nghìn đồng 1 kg. Nhìn chung tuần qua, thị trường lợn hơi trên cả 3 miền xu hướng tăng, dao động từ 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg tùy địa phương. Miền Bắc vẫn tiếp tục có mặt bằng giá cao nhất nước và có mức tăng cao nhất thêm 3.000 đồng 1 kg. Toàn miền thu mua trong khoảng 65 cho đến 67 nghìn đồng 1 kg lợn hơi. Hôm nay, thương lái tại Lào Cai đang thu mua lợn hơi với giá thấp nhất miền 65.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg so với hôm qua. Yên Bái, Nam Định, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Tuyên Quang cùng giao dịch chung mức 66.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại tăng 2.000 đến 3.000 đồng 1 kg, lên mức cao nhất 67.000 đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi miền Trung, Tây Nguyên tăng 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước, giao dịch trong khoảng 63.000 đến 65.000 đồng 1 kg. Trong đó, lợn hơi tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Lâm Đồng, Đắk Lắk đang được thu mua với giá 63.000 đến 65.000 đồng 1 kg tùy khu vực sau khi tăng 1.000 đồng 1 kg. Thương lái tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Ninh Thuận đang cùng giao dịch lợn hơi với giá 64.000 đến 65.000 đồng 1 kg, tăng 2.000 đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi miền Nam không có biến động mới so với hôm qua. Tổng cộng tuần này, giá lợn hơi các tỉnh thành Nam Bộ đang tăng thêm khoảng 3.000 đồng 1 kg, đưa giá lợn hơi toàn miền lên trong khoảng 64.000 đến 66.000 đồng 1 kg. Xin được chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh Trịnh Xuân An cho biết, tại kỳ họp thứ 7 khai mạc ngày 20 tháng 5, Quốc hội sẽ xem xét thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Qua rà soát và lấy ý kiến các đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lựa chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe để trình Quốc hội thông qua. Quá trình thảo luận có hai luồng ý kiến gồm ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn và đề nghị quy định ngưỡng cụ thể để xử phạt. Theo ông An, cơ quan soạn thảo là Bộ Công an và cơ quan thẩm tra là Ủy ban Quốc phòng An ninh đã nghiên cứu kỹ ý kiến đại biểu, lấy ý kiến chuyên gia tại hội thảo, tọa đàm và trao đổi cụ thể để chính phủ nghiên cứu. Đại diện Ủy ban Quốc phòng An ninh cho biết, Ủy ban cũng tham khảo ý kiến người dân thông qua các kênh báo chí đưa ra rất nhiều luận cứ, luận điểm về vấn đề này và được đông đảo độc giả quan tâm. Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh khẳng định việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn phù hợp với luật phòng chống tác hại rượu bia và luật giao thông đường bộ năm 2008. Luật hiện hành đều quy định cấm tuyệt đối. Vì vậy, lựa chọn phương án này vừa có cơ sở pháp lý, vừa có cơ sở lý luận khoa học và được đại biểu ủng hộ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có đề xuất chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực nhà nước. Theo đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lương tối thiểu vùng được duy trì gần 2 năm nay qua tính toán của Bộ phận Kỹ thuật thuộc Hội đồng Tiền lương Quốc gia với dự kiến CPI tăng năm 2024 tăng 4,5%, mức lương tối thiểu hiện nay không còn đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình tại thời điểm năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là rất cần thiết nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động, đồng thời đề xuất chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Thời điểm tăng lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 trùng thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước. Sau khi đã tham vấn ý kiến của các bộ ngành và địa phương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới đây cũng đã đề nghị Thủ tướng xem xét ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Như chúng tôi đã liên tục cảnh báo, người dân cần hết sức cảnh giác trước những lời quảng cáo đầy hấp dẫn như làm cộng tác viên, việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội, bởi có hàng nghìn người đã trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo dạng này, với số tiền bị chiếm đoạt mỗi người có khi hàng trăm triệu đồng, thậm chí là cả tỷ đồng.
Chỉ trong 6 ngày, người phụ nữ này đã bị những kẻ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 400 triệu đồng. Vẫn là những chiêu bài tuyển dụ cộng tác viên, chủ tài khoản tuyển dụng đã không cánh mà bay, cùng với số tiền chị đã chuyển khoản. Thì lúc này đầu tiên tôi làm thì giá trị sản phẩm rất là thấp, còn qua tiếp ngày thứ hai thì giá trị sản phẩm nó lên trung bình là cỡ tầm 9 triệu, 7 triệu. Về tiếp lên nữa là 35 triệu, 40 triệu, 45 triệu. Còn người này cũng chỉ vì tin vào lời mời làm cộng tác viên của một công ty trên mạng mà số tiền đầu tư đã biến mất. Mới đầu số tiền nhỏ thì họ cũng tức là trả lương cho tôi qua cái app Corona gì ấy. Xong nó mình cứ thực hiện vào nhiệm vụ những cái app đấy. Xong thì mình nạp tiền vào và rút tiền vào từ cái app đấy ra. Xong đến lúc khoảng 3 ngày sau bắt đầu mới là ý là thực hiện những nhiệm vụ mà với số tiền lớn hơn. Thì bắt đầu mình thực hiện những cái số tiền lớn hơn thì xong nó nghĩ ra nhiều nguyên do mình làm sai thao tác này, do mình làm kết nối sai tài khoản này, nói chung là rất nhiều lý do để nó không trả lại tiền cho mình. Chỉ cần tìm việc làm thêm trên mạng sẽ ra hàng loạt bài viết tuyển cộng tác viên cho các công việc như dán túi giấy, cắt chỉ quần áo hay thậm chí là bóc tỏi tại nhà, với lời quảng cáo không cần đặt cọc, không mất phí, trả lương song phẳng, nhưng thực chất là một cái bẫy của các đối tượng lừa đảo. Việc làm tại nhà bây giờ thì cũng là một cái hình thức rất là phổ biến trong cái thời buổi hiện nay. Thì tuy nhiên thì làm công việc gì và làm cho ai, thu nhập như thế nào và có cần phải cái sự đảm bảo đúng như là cái yêu cầu của các đối tượng về việc chuyển một cái khoản tiền hay không thì cần phải có một cái sự xác minh. Những cái dấu hiệu của các cái hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bao giờ cũng đưa đến một cái hoạt động, đó là chuyển những cái khoản tiền có tính chất đặt cọc. Theo các chuyên gia về tội phạm, trên thực tế các nhà tuyển dụng đích thực sẽ phỏng vấn trực tiếp ứng viên ngay tại văn phòng sau khi đã trao đổi với nhau qua email hoặc điện thoại, chứ không có chuyện đăng ký qua app hay yêu cầu đặt cọc qua mạng. Từ những vụ lừa đảo đã xảy ra, người dân nên tìm việc ở những công ty hay các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín. Khi có vấn đề sẽ dễ dàng được hỗ trợ, tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo, để rồi tiền mất, tật mang, tán ra bại sản chỉ vì cả tin, hám lợi. Thưa quý vị, giá lợn hơi vừa có dấu hiệu khởi sắc thì những khó khăn trong chăn nuôi lại xuất hiện. Theo báo cáo từ Phòng Kinh tế thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, địa bàn vừa xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại thôn 1, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên. Trước đó, đàn lợn của gia đình ông Lê Văn Khâm, thôn 1, xã Tiền Phong có các triệu chứng lâm sàng như là bỏ ăn, ủ rũ, tím tái, liệt. Từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5, đàn lợn của gia đình ông đã chết rải rác 55 con. Gia đình đã tiêu hủy số lợn chết này theo hướng dẫn của thú y xã Tiền Phong. Từ 82 con lợn ban đầu, hiện gia đình ông Khâm chỉ còn 27 con lợn. Ngay sau khi có kết quả kiểm tra thực tế của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thị xã Quảng Yên, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiêu hủy số lợn bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi theo quy định. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong cắm biển cảnh báo tại đường vào ra khu vực ổ dịch, thực hiện phun tiêu độc khử trùng toàn bộ ổ dịch và toàn bộ thôn có dịch để tiêu diệt mầm bệnh.